nó cũng khùng nữa mày, nó còn giải thích ABC mày muốn nghe cái nào. nó rảnh mà. Con nó thấy nó đúng khùng không? Em kiếm Mẹ gì chơi để game thì không chơi được mà có thời gian ngồi kể chuyện. em trong đẹp xiết đi không? Vô chơi với em. Ok. Em tới em sửa máy cái bóng này bóng. Ôi ra kim tim. Quá tưởng Ủa bóng. Ủa bóng hả? còn con này mắc cười À bóng là máy khác. Nó mở cái hộp U Trang. ai làm mình sao nó không chịu mở nữa. Cái mờ nó cho tôi cái găng tay. Dễ thương quá vậy. Chị nào đây? Chị điều phối hả? À mechanic. Ủa thì con khùng đó nó mới chạy từ máy tôi nó quay đó đó. Con khùng mà nó không biết nó đi đâu nó nhầm gì vậy trời. Mà nó mở mở cái hòm mở 25% xong không thể mở được. Con khùng mày nó ra để kiếm cái hòm hay sao á. Khùng này mắc cười thiệt chứ. Gương với bu trang. Ê mà skin này nhìn dễ thương quá à. Nhìn điều phối xinh quá à. Nhìn nó có những skin A á. Tôi mê cái skin này Đúng vãi. không bà? Tại vì cái skin này nên tôi mới định mua bà điều phối á. Phải skin BD không? Dễ thương quá à. Skin BD nó Ủa cái là con khùng gấu màu hồng mày đâu ra chui vô chỗ tôi đứng vậy trời. Vu Trang skin giọt máu. em chả biết kiểu con khùng hết 10 giờ rồi mà nó bận cái gì á, 10 giờ tối mà nó bận cái gì á kiểu Ồ. đó, mà kiểu có làm dịch vụ này nọ thì tự nhiên on chi trời, nó dí trong nhà anh không hả? Hả? Cái con đường nó dí gì? Ờ. Trời ơi, tự nhiên em bị Rồi trời scale lẹt. Ủa tay đồ sốc hả? má ơi, nó tự nhiên nó bật phấn khích thế là nó ấy em, trong khi em đập ván nó lên nghĩa nó phải choáng đúng không? Đã bật phấn khích. Đúng rồi nha. Buồn em cái nó nghĩa này. Trời ơi. Cái máy nó sắp xong rồi. À bóng em nó ở đây. Bốn em Ôi con khùng gương này đâu ra vậy? nó đứng gần đây mà anh hôi hám Em người sống thì mọi người chạy ra xa đường khác tại em đang à. nhìn ông Gu Trang, em đang nhìn con bóng của em nó hướng nào để em Đây, phòng vui để chơi. em tới em cứu. Ủa đừng có phấn khích biết ngay má vừa nói đừng đừng có Ủa phấn thì khích em luôn. nhìn cái găng tay em. Ui mẹ hai đứa này nó bắt em. Cứu coi anh. Hình nào đó cứu coi trời. Không ai cứu tôi luôn á. À đây nè, cứu nè. Sao cái quần gì vậy? Tìm đâu ra hai con khùng mà nó giết tôi vậy? Cảm ơn cái vòng tay quý báu. Cái vòng tay ngọc ngà. Ôi trời ơi. Cái con gương này. Nhìn mà cả mình luôn. Thôi đừng cứu thôi, nó tôi chết rồi đấy. Chết rồi á. Sao cái máy này nó sửa lâu vậy trời? Mẹ lúc nãy tôi đứng. Ủa lúc nãy tôi đứng là nó sắp xong rồi mà sao đến giờ cái máy này nó sửa còn chưa xong nữa vậy? Có ai cứu bóng không? Ai ghét ghê, tiệm đang bắn cây súng của ta xong cái xài phấn khích. Vô duyên. Con bóng của em phải sống. Ôi, em chạy ra trước mặt anh to. Trời ơi. Hoảng quá, hóa khùng hóa điên. Thôi đừng cứu tôi Trời ơi, đã cứu được đâu bạn ơi. Trời ơi. Bạn ơi. Nó xài sợ có đúng dây à. Trời ơi, cái khùng này. Xài sợ gì cũng được. Hồn rồi em không có. Trời ơi cái gì vậy? Bắn súng cùng một lúc. Trời ơi con này lạ ghê, mẹ nó bắn súng. Nó bắn. Sao con này nó hồi nhanh vậy trời, nó hồi.
Má, con quỷ Gu Chang nó hút hồn em, nó làm em không có nhảy ván để em lấy cái tóc chạy được. Con quỷ khốn. Ai đứng đây vậy? Trời ơi, Gu Chang tới nó đập đít. Chắc là em chơi tùy bóng, tùy bóng. Có đang đi sửa máy không vậy? Có à, à. 61 61 mechanic. Trời ơi, cái gì ba đứa sửa ba cái máy khác nhau, trong khi con mechanic với con reasoner gần nhau. Trời ơi, mấy này mắc cười vậy. Đúng kiểu nó đổi coi. Có ai cứu anh nhỏ kia không vậy trời? Có người cứu cái bạn chủ này. Cứu đi, ủa má con khùng đi. Ủa, ừ đúng rồi, cứu đi. À chưa. Ủa, cứu đi. Ủa rồi, à đúng rồi đó. Má mắt đỏ. Hiêu coi, hiêu coi. Ai đánh hiêu phải? Trời. đi ra cửa đi cha nội. Không có ai mở cửa gì hết trơn rồi sao thoát. Mấy khùng này bê đê thiệt chứ. Muốn khùng nó còn đứng nữa đòi. Sợ dịch chuyển qua quá. Trời ơi, cổng hai cổng chưa ai mẹ nào mở luôn. Bởi vậy mẹ. Con mechanic nó đứng gần đây nó. Ủa, mấy mẹ này làm gì lâu vậy? Nó đi cứu mẹ con. Cái con này nó có đứng dọc. Ê, con reasoner, cái con. À ok, cậy đi. Con nó có dọc. Ủa, có ai định cứu lo giờ không? Mấy nó có dọc cái ghế. Mất cười vãi. Ủa, sao không ai đi mở cổng hết trơn vậy? Thôi xách cái đít đi cứu nè. Trời ơi, tự nhiên bị đánh dễ mày khác thì. Trời ơi. Mấy này bị khùng hả trời. Khùng mà. Làm cái cách gì, nó đứng nó dọn cái ghế, xong nó phải đánh, xong tới lần nó lên ghế. Cái gì vậy? Cái tim này chơi mất cười. Má nó cứ đứng nó dọn cái ghế. Trời ơi, cổng này chưa có ai mở hết trơn. Tôi thấy mà tôi tức á. Trời ơi, hai đứa gì? Trời ơi, má, trời. Hai đứa khốn. Thôi xong. Má, à. Trời gương. Má không mất rồi. Trời ơi, cay hai anh quỷ. Bóng bầu thì chứ. Má không chung nhiều lại. À. Trời ơi, em thấy em giỏi không mẹ
vậy khúc này em cãi hai con ba con luôn. Con gương ngầu không? Chết mà ngầu gì đó. Chết mà ngầu vậy không? Cậu ơn thắng mà đi cầu. Nó đau khổ. Nó hát khổ quá đi. Nhưng mà nó mắc cười mà đúng không? Chị mới thấy em giỏi không? Trời em cai ba đứa luôn. Nó mắc cười rất là vui. Không biết sao. Từ để em thử vô em mời có con khùng nào thèm vô chơi chung không ta? Tám gì nè anh Hoa? Nó có đứa nó dòm xong lát nữa tao lụt nó lên cái ghế gần đó ngồi luôn. Em thấy con mẹ khai định đi qua, nó nhìn thấy cái con đi dần nào nó cứ... Ủa sao cái nút? Ê bà ao ra coi, trời ơi. Thử mời coi có ai vô không? Mẹ mấy đứa trong guide em mời không, nó không bao giờ vô hết trơn. Coi để em mời thử nha. Và mời đi, không có mẹ nào vô đâu. Kê vô đi anh không? Đứa nào mời con tên này, Dana vậy? Em mời á. Coi vô đi. Đang vô này, từ đã. Quá cái con nhện ruột điệt nó vô nào kìa. Trời ơi con gây xa ra xô mô nè. Thay đồ thành vậy xem. Mà kiểu như cái skin rồi. Cái skin này của bà điều phối mày thôi. Mẹ cái game này nó mắc cười lắm. Nó cho như vậy nè. Cái thẻ mà mượn đồ một ngày thì cho ít, mà cái thẻ mượn 3 ngày nó cho nhiều. Thế là kiểu cái skin này em mượn được tới tận 3 ngày luôn đi thôi ơi. Chơi quá. Sao giờ lâu vậy? Trời ơi. Không.